Chào mọi người, hôm nay thì ở đây mình có một con cảm biến màu của Panasonic. Model là LX101. Thì hôm nay thì mình sẽ review qua về cái con cảm biến này một vài điều cơ bản thôi. Đây là cảm biến màu LX101. Thì cái dòng LX101 của Panasonic có một số loại, dựa theo ký hiệu đấy thì mình có thể phân biệt được. Thì ở đây LX101 thì là dòng cảm biến thuộc cái ngõ, cái đầu ra output của nó là loại NPN, điện áp cung cấp từ 12 đến 24 DC. Đây là cái sơ đồ chân đầu nối. Chân màu nâu sẽ là chân dương, chân màu xanh, xanh blue, chân 0V, chân black sẽ là chân output, chân màu trắng là chân ngõ ra đảo của chân out, chân đen. Còn cảm biến mình cấp điện rồi. Ở phần này thì sẽ có một số các cái phím chức năng cùng với cái màn hình hiển thị. Ở đây sẽ có một số đèn báo, như đèn báo chế độ đang, chế độ run, chế độ teaching hoặc là ADG là để điều chỉnh. Hoặc là đây là chế độ chọn màu sắc, chọn timer để trễ, hoặc chế độ pro. Ở đây mình đang kết nối với PLC S71200 loại CPU 1212 DC. Đây là dây cảm biến. Thì mình sẽ đấu cấp nguồn cho cảm biến 2 dây, dây màu nâu và dây màu xanh. Còn đây là dây màu đen. Dây màu đen mình sẽ đưa vào tín hiệu, đưa vào chân Y0.0. Đây là chân 1M của PLC. Chân 1M. Đây là chân 24 output từ PLC. Mình sẽ cấp nguồn cho cảm biến. Còn đây dây màu đen thì mình sẽ nối chân 1M là chân com input với chân dương 24V. Bởi vì cảm biến mình ra là mức 0, NPN sẽ xuất ra mức 0. Nên mình sẽ đấu trung dương. Ở đây thì mình có một số các cái màu như sau: màu đỏ, màu xanh green, màu vàng, màu xanh blue, màu nâu. Trên này sẽ có nút mode để mình chuyển giữa các cái chế độ. Đây là nút on, nút select, hay còn có tác dụng là nút lên, hay nút xuống, nút off, enter. Còn đèn OPA là đèn báo hoạt động, operation. Ví dụ khi mà nó phát hiện được màu thì đèn báo nó sẽ sáng, và các bạn để ý là mình cái đèn input này nó cũng sẽ sáng theo. Con cảm biến này thì nó mình sẽ cài đặt cho nó là phát hiện được 7 màu, nhưng nó sẽ chỉ phân biệt từng
từng màu trong khoảng một thời điểm nhất định. Ví dụ ở đây mình đang cài đặt là phát hiện màu đỏ, thì khi mình di qua màu đỏ sẽ có tín hiệu, còn tất cả các màu còn lại và màu trắng thì nó sẽ không nhận. Giờ mình sẽ view qua thử nhé. Mình nhấn nút mode vào tích, nó sẽ là một ST là mình sẽ chỉ đến cái màu mà mình cần phát hiện. Ví dụ như mình đang để ở màu vàng, ví dụ như mình đang để màu xanh blue, mình sẽ nhấn nút on. Nó sẽ báo good, tức là báo đã phát hiện tốt. Đây, bây giờ mình có thể thử để các bạn xem. Tất cả các màu còn lại thì nó sẽ không nhận. Đến màu xanh blue nó sẽ nhận. Vừa rồi thì mình view thử qua một vài tính năng của nó thôi. Hiện tại thì mình cũng mới đưa về cho nên là cũng chưa nghiên cứu được nhiều. Và video lần sau thì mình sẽ giới thiệu rõ hơn.